Cũng trong sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì buổi làm việc giữa đoàn công tác của Quốc hội với thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của Trung ương cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các mặt công tác, nhất là thực hiện nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng kinh tế, nghiêm túc khẩn trương triển khai các nghị quyết, chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian đến. Qua đó, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn các cơ quan của Quốc hội với vai trò trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay trên chặng đường phát triển của Đà Nẵng, cũng như đồng hành cùng thành phố trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả nổi bật thời gian qua của thành phố Đà Nẵng, đồng thời chia sẻ với những khó khăn thách thức mà thành phố đang đối mặt. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy các thế mạnh, tích cực đề xuất với Trung ương và chủ động sáng tạo trong việc tìm tòi các giải pháp cho những vấn đề trên địa bàn, tiếp tục phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã giao phó.